5 mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất Trung Quốc hiện nay. Vẫn biết Trung Quốc vốn nổi tiếng là đất nước sản sinh ra nhiều mỹ nhân, thế nhưng tại khu vực Tân Cương, vẻ đẹp châu Á đã có thêm những nét phương Tây, tạo nên một lãnh địa của những cô gái lai xinh đẹp vùng biên giới. Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc Trung Á, sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Tuy là người Trung Quốc, nhưng người Duy Ngô Nhĩ có những đặc điểm rất khác biệt và dễ bị nhầm với người nước ngoài. Họ có vẻ bề ngoài rất thu hút với nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sâu, lông mày dài rậm, sống mũi cao thẳng và dáng người cao ráo. Theo thống kê, có tới 80% các cô gái người Duy Ngô Nhĩ có gương mặt vì lại mà biết bao cô gái Á Châu hằng mơ ước. Đa số các cô gái Duy Ngô Nhĩ có thân hình đẹp với những đường cong rõ rệt và chiều cao trung bình từ 1m64 đến 1m75. Nhờ vẻ bề ngoài hút mắt mà nhiều cô gái Tân Cương đã trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Vẻ đẹp của những cô gái Duy Ngô Nhĩ không những làm các chàng trai phải xao xuyến mà còn khiến cho nhiều cô gái phải ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất hiện nay. Địch Lệ Nhiệt Ba lớn lên trong gia đình có truyền thống theo nghệ thuật. Cha cô là một ca sĩ đơn ca của đoàn ca múa nhạc Tân Cương. Chịu sự ảnh hưởng từ phía gia đình, cô bắt đầu hứng thú và tìm hiểu các bộ môn nghệ thuật như piano, violin, vũ đạo. Nhờ sở hữu nét đẹp thanh tú, có chút lai tây của một mỹ nữ Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba ngay từ lần đầu xuất hiện đã được xem là một làn gió mới của màn ảnh xứ Trung. Dưới bàn tay lăng xê của công ty quản lý gia hành, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng trở nên nổi đình nổi đám so với dàn sao Hoa ngữ hiện tại. Gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên từ năm 2013, tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba gắn liền với những bộ phim như Người tình Kim Cương, Tam sinh Tam thế, Thập lý Đào hoa, Lệ cơ truyện. Sau khi gia nhập làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi sở hữu một vẻ đẹp lai tây với khuôn miệng xinh xắn, chiếc mũi cao. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu gương mặt với góc nghiêng hoàn hảo. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng những năm đầu gia nhập làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba bị gắn mác Minh Hoa Di Động bởi diễn xuất kém tự nhiên. Cô từng gây tranh cãi khi nhận được giải thị hậu tại Liên hoan phim Kim Ưng 2018. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba được công chúng đánh giá là tiến bộ hơn trước. Địch Lệ Nhiệt Ba nói, bất kỳ ai trong chúng ta, thanh xuân cũng chỉ có một lần. Tôi đang sống ở quãng đời đẹp nhất đời người. Tôi muốn được diễn nhiều nhân vật, tích lũy những kinh nghiệm mới mẻ khác. Dù có thành công hay không, điều đó cũng sẽ khiến tôi ở tuổi 50-60 tự hào. Nếu sợ hãi, những gì ta có chỉ là sự tiếc nuối. Bạn có thích cô nàng mạnh mẽ và xinh đẹp này không? Minh chứng là việc hai tác phẩm truyền hình ra mắt trong năm 2020 là Tam sinh Tam thế, Chậm thượng thư và Hạnh phúc trong tầm tay đều đạt thành tích rating tốt. Với sức cuốn hút của mình, tên tuổi của Nhiệt Ba được nhiều nhãn hàng danh tiếng săn đón. Hiện cô đang là đại sứ thương hiệu cho Dolce & Gabbana, khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là lý do vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, clip quảng cáo và trình diễn thời trang cho Dolce & Gabbana. Mỗi khi xuất hiện, ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba đều trở thành chủ đề bàn luận trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người nhận xét, Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương đẹp nhất hiện nay trong giới giải trí Hoa ngữ. Cổ Lực Na Trác, mỹ nhân với vẻ đẹp hoàn hảo như thiên thần. Sinh năm 1992 tại Tân Cương, Cổ Lực Na Trác từ nhỏ đã được theo học nghệ thuật. Cô gái nhỏ Tân Cương đam mê vũ đạo đến quên ăn, bỏ ngủ. Cô sẵn sàng không nghe lời cha mẹ để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Năm 16 tuổi, Cổ Lực Na Trác bắt đầu làm mẫu tự do, nữ diễn viên cao 1m72 và có gương mặt lai tây giống nhiều cô gái Tân Cương khác. Năm 2011, Cổ Lực Na Trác thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa diễn xuất. Cũng năm đó, nữ diễn viên gặp cơ hội đầu tiên trong nghề khi ký hợp đồng với công ty Đường Nhân. Vai nhỏ trong Hiên Viên Kiếm đã giúp Cổ Lực Na Trác đến gần hơn với khán giả. Báo chí ca ngợi, Cổ Lực Na Trác nhờ Hiên Viên Kiếm mà có thêm lượng lớn người hâm mộ, gương mặt đẹp thanh lệ, khí chất thoát tục, hình ảnh nào có Cổ Lực Na Trác cũng rất mỹ cảm. Những bộ phim đáng chú ý sau đó của cô có Chuyện Cảnh Sát 2013, Vô Lại Anh Hùng, Toàn Thành Truy Nã, Chia Tay Đại Sự, Tàu Quốc Vô Song, Trạch Thiên Ký, Võ Thần Triệu Tử Long. Khác với những chân dài đẹp nhưng không biết diễn xuất khác, Cổ Lực Na Trác được khen ngợi về tài năng. Cô từng hai lần được đề cử giải Hoa Đỉnh và một lần đoạt giải vào năm 2015. Tuy diễn xuất không có mấy tiến bộ nhưng phải công nhận rằng nhan sắc của Cổ Lực Na Trác ngày càng thêm mặn mà và đẹp lên theo năm tháng. Nữ diễn viên có thế mạnh lớn về nhan sắc nên hết lần này tới lần khác, cô được săn đón bởi các tạp chí lớn, các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và đất đắc show việc làm đại diện game. Giới phê bình từng nhận xét, với vẻ đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Cổ Lực Na Trác nằm trong top tứ tiểu hoa đáng tương lai của màn ảnh Hoa ngữ. Vậy nhưng sau 7 năm, Cổ Lực Na Trác vẫn chưa hề tỏa sáng. Cô càng ngày càng tụt xa so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Tại Trung Quốc, nữ diễn viên hiện sở hữu lượng anti-fan đông đảo. Khán giả không hài lòng vì cho rằng Cổ Lực Na Trác có cuộc sống riêng phóng túng. Cổ Lực Na Trác lộ ảnh âu yếm trên giường với bạn trai cũ vào năm 2012. Một tài khoản mạng xã hội còn tung cả clip nhạy cảm. Câu chuyện ồn ào đời tư chưa kịp lắng xuống. Vào năm 2015, ảnh tình tứ của cô và một người đàn ông lạ khác khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Mạch Địch Na, hàm hương may mắn nhất showbiz. Sinh năm 1987, hương phi trong Tân Hoàng Châu Cách Cách là người Ngô Duy Nhĩ.
cô là người mẫu sáng giá được các nhiếp ảnh gia săn đón. Mạch Địch Nai gây chú ý khi vào vai công chúa Hàm Hương phim Hoàng Châu Cách Cách năm 2010. Cô được tuyển chọn là nhờ khả năng vũ đạo xuất sắc, được rèn luyện từ năm 11 tuổi khi gia nhập đoàn ca múa Tân Cương. Trong bộ tứ mỹ nhân của dân tộc Trung Á, Mạch Địch Nai làm nên sự khác biệt nhờ vẻ ngoài vừa xinh đẹp, đoan trang, vừa khỏe khoắn, khỏe mạnh. Năm 2010, khi đoàn làm phim Tân Hoàng Châu Công Chúa tuyển chọn diễn viên, nhờ có lợi thế vũ đạo nên Mạch Địch Nai đã vượt qua hàng ngàn ứng viên, trúng tuyển vai Hương Phi. 3 năm sau, cô được chọn thể hiện vai Beth, cô gái xinh đẹp hoạt bát trong phim Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương của Quỳnh Dao. Lối diễn xuất chân phương cùng ánh mắt như biết nói đã giúp cô chiếm trọn tình cảm khán giả. Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Mạch Địch Nai phất lên như diều gặp gió. Sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng gần như tuyệt hảo, cô được nhiều nhà sản xuất phim truyền hình săn đón. Mỹ nhân Tân Cương có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng tài tử kém 4 tuổi Khương Triều. Tháng 5 năm 2019, khi Địch Mạch Nam mang bầu những tháng cuối, Khương Triều đã tổ chức buổi tiệc hoành tráng lãng mạn cầu hôn cô. Con trai của cặp sao hiện hơn 1 tuổi. Gần đây, họ tham gia show Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong đó, mẹ của Khương Triều tỏ ra yêu mến, chiều chuộng Mạch Địch Nam. Cặp đôi chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã đăng ký kết hôn và sinh con. Vì vậy, bà ngỏ ý muốn tặng nhà cho hai con. Tài tử Khương Triều cũng nổi tiếng là yêu thương bà xã. Hai nghệ sĩ thường chia sẻ video ngắn với nội dung vui nhộn. Trong đó, Khương Triều thường dọn dẹp nhà cửa thay vợ. Sau khi sinh con, Mạch Địch Nai chưa quay lại đóng phim. Từ các bộ phim Nhà Tôi Có Hỷ, Chiến Quốc Tiểu Binh, Ngã Vị Cung Cuồng, Phong Thần Anh Hùng Bản, con đường diễn xuất của Mạch Địch Nai ngày càng rộng mở, chinh phục khán giả bởi khí chất độc đáo của người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Đồng Lệ Á, tiên nữ giáng trần mãi khổ vì yêu. Đồng Lệ Á sinh năm 1984 tại Tân Cương. Năm 2002, Lệ Á chứng minh vẻ ngoài hơn người của mình bằng danh hiệu Á Khôi Tân Cương. Đoạt danh hiệu sắc đẹp nhưng Lệ Á không cho vùi ước mơ cầu tiến. Cô thi đỗ và tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và sớm bước chân vào con đường diễn xuất. Nhờ vẻ ngoài quá đẹp, cô dễ dàng được mời vào các vai đại mỹ nhân. Năm 2008, cô trở thành Triệu Phi Yến trong Mẫu Nghi Thiên Hạ. Năm 2011, cô nổi tiếng hơn khi đóng cùng Tọa Tâm Ngọc. Bình luận về sắc đẹp của Đồng Lệ Á, tờ Nam Đô viết: vẻ đẹp tinh khiết 360 độ không gốc chết. Tân Hoa Xã nhận định Đồng Lệ Á là hoa đáng ngọt ngào của màn ảnh Hoa ngữ. Chỉ nhờ vai Tố Ngôn trong phim Cung Tọa Tâm Ngọc, Đồng Lệ Á đã lọt top tứ đại mỹ nhân cổ trang bên cạnh Lưu Thi Thi, Đường Yên và Dương Mịch. Sau đó, cô tỏa sáng với vai Tiểu Đăng đầy xúc cảm và nước mắt trong Đường Sơn Đài Địa Chấn. Đồng Lệ Á đẹp nhưng cô nổi bật hơn nữa bởi tài năng. Nhưng Đồng Lệ Á lại là người phụ nữ đáng thương trong cuộc sống hôn nhân. Cô nhiều lần rơi nước mắt vì bê bối chồng ngoại tình. Sau loạt scandal tình ái của ông xã bị vỡ lẽ, Đồng Lệ Á đã có khoảng thời gian dài suy sụp, đau khổ đến tuyệt vọng. Cô từng tháo nhẫn cưới, nhưng vì tình yêu dành cho chồng quá lớn, cũng như tình thương dành cho cậu con trai nhỏ, Đồng Lệ Á nuốt nước mắt chịu đựng và tha thứ cho Trần Tư Thành. Cũng từ chuyện ngoại tình của chồng, Đồng Lệ Á đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt biết nói, mang đến sự ấm áp, thu hút người đối diện. Giờ đây, mỹ nhân Tân Cương lại thù mình hơn. Ít ai còn được thấy nụ cười tỏa nắng luôn truyền năng lượng cho người xung quanh của Đồng Lệ Á. Trước sự hy sinh của Đồng Lệ Á, nhiều người hâm mộ đã cho rằng nếu niềm tin mãi trao đi mà không nhận được gì cả thì hãy nên buông bỏ, không nên dạy dột 5 lần 7 lượt bao dung cho người phản bội mình. Bởi Đồng Lệ Á xứng đáng nhận được nhiều điều hạnh phúc, được yêu thương và trân trọng hơn bất cứ ai. Gần đây, Đồng Lệ Á vừa trở lại với hàng loạt dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như Quan Hệ Hoàng Mỹ, Yêu Từng cm, Hoán Kê Sa và Ám Sát Tiểu Thuyết Gia. Cáp Ni Khắc Từ, mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng sau một đêm. Sau khi tập đầu tiên của chương trình Quốc phòng Mỹ Thiếu Niên lên sóng EQG, khắp mạng xã hội Trung Quốc ngập tràn hình ảnh cô gái Tân Cương tên Cáp Ni Khắc Từ. Là một thí sinh tham gia chương trình, Cáp Ni Khắc Từ mang đến màn múa truyền thống mang tên Nhất Mộng Đồn Hoàng. Với màn biểu diễn xuất sắc, đặc biệt là dung dàng lay động lòng người trong khoảnh khắc hạ khăn che mặt, Cáp Ni Khắc Từ đã được giám khảo và cộng đồng mạng ví là tiên nữ trên bích họa Đồn Hoàng bước xuống phàm trần. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp thanh tân của Cáp Ni Khắc Từ được pha trộn giữa Trường Bá Chi, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lịch Na Trác. Người đẹp Tân Cương có ngũ quan tinh xảo, hơi giống con lai. Một số khoảnh khắc xinh đẹp của Cáp Ni Khắc Từ từng khiến netizen Trung Quốc bất ngờ và gọi cô là thần tiên muội muội. Cáp Ni Khắc Từ sinh năm 1996, đến từ dân tộc Ô Lỗ Mộc Tê ở Tân Cương. Cô hiện là nghệ sĩ của công ty Đồng Bá Ảnh Nghiệp dưới trướng nam diễn viên Trần Hách. Cáp Ni Khắc Từ mang đặc trưng nhan sắc của người Tân Cương, mũi cao, mắt sâu, các đường nét trên gương mặt đều rất sắc. Cô còn được nhận xét là có đôi lông mày rất đẹp, dài và thanh tú, miệng nhỏ xinh. Dù có bị chê có chút thô cứng khi để mặt mộc, mỗi khi hóa trang trong các tạo hình mỹ nhân cổ trang, Cáp Ni Khắc Từ dễ dàng chinh phục khán giả bởi nét đẹp sắc sảo. Vì quá xinh đẹp, không ít người nghi ngờ nhan sắc hiện tại của Cáp Ni Khắc Từ đã động chạm đến dao kéo. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loạt ảnh thời bé tí của người đẹp đã chứng minh vẻ đẹp cô đang sở hữu là hoàn toàn tự nhiên. Từ 2019 đến nay, cô nỗ lực phát triển sự nghiệp trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Từ đầu 2020, cô đóng liên tiếp nhiều phim truyền hình như Ngọc Lâu Xuân, Thiên Cổ Quyết Thân,
Trung Cực Bút Ký nhưng chưa phim nào phát sóng. Được khen ngợi hết lời nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết nhưng người đẹp vẫn không tránh khỏi những chê bai. Và giờ đây, cô cần khẳng định tài năng của mình nhiều hơn để được công chúng đón nhận.